đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi tháng 10 2018 của người tuổi Sửu. Dự đoán công việc gặp nhiều khó khăn, tài lộc không mấy tốt đẹp. Về tổng quan, tử vi tháng 10 2018 của người tuổi Sửu, hướng phát tài là hướng Bắc. Vật phẩm phong thủy mang lại may mắn là chậu cây nhỏ hoặc nhẫn vàng. Tài lộc không mấy gì tốt đẹp, về sức khỏe là ổn định. Tình cảm thì có tin vui. Tài lộc của người tuổi Sửu trong tháng 10 2018 do công việc trong tháng này gặp nhiều trở ngại nên tài lộc của người tuổi Sửu cũng không mấy tốt đẹp. Thời điểm này cần bình tĩnh, cẩn thận đầu tư. Tháng này dễ thâm hụt về ngân sách nên cũng cẩn trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân. Tài lộc trong tháng này của người tuổi Sửu nói chung chìm nổi, dễ bị phân tán nên cần hết sức cẩn thận nếu có ý định đầu tư vào một dự án mới nào đó. Để hạn chế tiền tiêu hao nên chú ý đến hướng phát tài là hướng Bắc. Nếu mua vật phẩm phong thủy nên đặt cây ở hướng Tây Bắc, đón ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, tháng này thích hợp mua nhẫn vàng để hút tài hút lộc. Vì công việc của người tuổi Sửu trong tháng 10 2018, công việc của người tuổi Sửu trong tháng 10 2018, tử vi tháng 10 của người tuổi Sửu dự đoán công việc sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại, vừa phải chịu những thách thức lớn từ bên ngoài, vừa phải giải quyết những áp lực lớn từ bên trong. Trong tình hình này, nếu họ luôn bình tĩnh giữ vững vị trí công việc và kiên nhẫn và kiên trì nỗ lực tiến lên thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng nếu cứ mãi tự than thân trách phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh, suy nghĩ tiêu cực mà không tự nhìn nhận ra bản thân, dũng cảm đối mặt với người tuổi Sửu rất dễ lâm vào trạng thái bế tắc trong công việc. Về sức khỏe của người tuổi Sửu trong tháng 10 2018, điểm sáng nhất trong tử vi tháng 10 2018 dự báo của người tuổi Sửu có lẽ là sức khỏe. May mắn là người tuổi Sửu giữ được sức khỏe tốt nên vẫn có thể đối mặt với những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nên thử một vài môn thể thao mới để thư giãn giải tỏa, suy nghĩ tiêu cực và có thể nghĩ ra những ý tưởng mới cho công việc. Và lời khuyên dành cho người tuổi Sửu tháng này về tình cảm của người tuổi Sửu trong tháng 10 2018. Với người tuổi Sửu độc thân, tử vi tháng 10 dự báo có thể gặp được người trong mộng khiến người tuổi Sửu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cũng đừng hấp tấp, vội vàng, đốt cháy giai đoạn mà làm hỏng chuyện lớn. Cần hiểu, chuyện tình cảm cần có thời gian mới có thể thành mối quan hệ bền vững. Với người tuổi Sửu đã có gia đình, bạn cần có sự quan tâm cân bằng giữa vợ chồng và con cái. Đừng quá tập trung đến việc chăm sóc con mà không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của người bạn đời tốt. Tử vi tháng 10 năm 2018 của người tuổi Ngọ. Xem tử vi tháng 10 năm 2018 của người tuổi Ngọ dự báo cần chú ý hết sức đến sức khỏe, có thể mắc các bệnh liên quan đến mắt và huyết áp. Về tổng quan, tử vi tháng 10 2018 của người tuổi Ngọ hướng phát tài là hướng Tây Bắc. Vật phẩm phong thủy hút tài may mắn là bình tài lộc. Về tài lộc thì xôn xẻ, sức khỏe cần chú ý, về tình cảm bình thường. Tài lộc của người tuổi Ngọ trong tháng 10 2018 do quan hệ giao tiếp rộng rãi, làm việc tích cực nên tháng này người tuổi Ngọ không phải lo lắng lắm về chuyện tiền bạc. Nói chung tài lộc của người tuổi Ngọ trong tháng 10 2018 khá xôn xẻ. Đặc điểm của người tuổi Ngọ là không kiếm tiền theo cách ổn định và chắc chắn, cũng không dựa vào đầu tư và dựa vào các mối quan hệ giao tiếp, các kỹ năng nói chung. Vì thế cũng cần chú ý tiết kiệm, quản lý tài chính tốt để đảm bảo thu nhập ổn định. Ngoài ra, để hút may mắn, có thể mua bình tài lộc đặt ngay các góc bàn làm việc. Về công việc của người tuổi Ngọ trong tháng 10 2018, sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tháng này phát triển khá tốt. Họ thích hợp với công việc năng động hơn là những công việc thụ động, ngồi bàn giấy. Trong tháng 10 này, người tuổi Ngọ làm công việc liên quan đến du lịch khách sạn hay phóng viên nhà báo sẽ đạt được thành quả tích cực viên mãn. Tháng này chỉ cần chú ý nắm vững thời cơ, cố gắng tranh thủ, làm trước người khác để giành lấy thế thắng. Nếu có kế hoạch mới nên mạnh dạn thực hiện dù có vất vả nhưng cơ hội thành công cực lớn. Về sức khỏe của người tuổi Ngọ trong tháng 10 2018, sức khỏe của người tuổi Ngọ trong tháng 10 2018 không mấy ổn định. Cần chú ý đến những bệnh về mắt có liên quan đến huyết áp. Tháng này tận dụng công việc thuận lợi, hãy dành thêm thời gian cho bản thân để thư giãn, nghỉ ngơi, rất có thể một chuyến đi ngắn ngày
cũng giúp cho cơ thể bạn được sảng khoái nhiều hơn. Về tình cảm của người tuổi ngọ trong tháng 10 2018, về chuyện tình cảm trong tháng này của người tuổi ngọ không có gì đặc biệt. Người tuổi ngọ vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu, thường yêu theo kiểu tới đâu thì tới. Vì vậy người tuổi ngọ độc thân nếu muốn có đôi có cặp thì tích cực và nhiệt tình hơn. Với người tuổi ngọ đã có gia đình thì nên quan tâm nhiều hơn đến người bạn đời của mình. Tử vi về tháng 10 năm 2018 của người tuổi Mùi. Xem tử vi tháng 10 2018 của người tuổi Mùi dự báo về công việc có một quãng thời gian gặp khó khăn nhất định. Về tổng quan tử vi tháng 10 2018 của người tuổi Mùi, về hướng phát tài là hướng Bắc, hướng hao tài là hướng Nam, về tài lộc ổn định, sức khỏe bình thường, tình cảm bình thường. Về tài lộc của người tuổi Mùi trong tháng 10 2018, nhìn chung trong tháng 10, người tuổi Mùi không gặp khó khăn lắm về kinh tế, tài lộc ổn định nhưng chỉ có thể ổn định chứ không giàu có bạc tỷ. Người tuổi Mùi vốn có suy nghĩ tinh tế và sự tài hoa hơn người, nếu tháng này biết tận dụng những thế mạnh của mình sẽ tự khắc thu được kết quả mỹ mãn. Hướng phát tài tháng 10 này của người tuổi Mùi là hướng chính Bắc. Trong trường hợp đi công tác nếu xuống phía Nam thì không mưu việc lớn vì hướng chính Nam là hướng hao tài tán lộc. Công việc của người tuổi Mùi trong tháng 10 2018, trong tháng 10 và sắp tới, công việc của người tuổi Mùi có một quãng thời gian gặp khó khăn nhất định. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần làm đúng công việc mình yêu thích, người tuổi Mùi sẽ cảm thấy vui vẻ, hào hứng. Nếu công việc phù hợp với hứng thú của họ, thì họ sẽ hoàn toàn có thể cố gắng để vươn lên. Tuổi Mùi tháng này nên thế phòng thủ, chớ nên tấn công và hành động liều lĩnh. Có kẻ đố kỵ trong công việc khiến việc sắp hoàn thành có thể hỏng trong tháng này, nên giữ tâm lý thoải mái, không suy nghĩ nhiều. Về sức khỏe của người tuổi Mùi trong tháng 10 2018, về phương diện sức khỏe trong tháng 10 không có quá nhiều vấn đề phải bận tâm. Dù là thời điểm giao mùa nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi tháng này lại khá dẻo dai. Nói chung cứ giữ vững tinh thần ổn định, không bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực bên ngoài, sức khỏe sẽ ổn định và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tật. Về tình cảm của người tuổi Mùi trong tháng 10 2018, trong tình cảm người tuổi Mùi vốn thẳng thắn, thích bày tỏ tình cảm với người yêu và quan tâm chăm sóc họ. Ưu điểm này rất ghi nhận, thường khiến đối phương hài lòng, tuy nhiên cũng cần tiết chế cảm xúc vì đôi khi sự quan tâm quá nhiều có thể khiến nửa kia cảm thấy bí bách và bị kiểm soát. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi tháng 10 năm 2018 của người tuổi Thân. Xem tử vi tháng 10 2018 của người tuổi Thân dự báo về sức khỏe ổn định, nhưng chuyện tình cảm lại đi vào ngõ cụt. Về tổng quan tử vi tháng 10 2018 của người tuổi Thân, hướng phát tài là hướng Đông Bắc, tài lộc ổn định, sức khỏe rất tốt. Về tình cảm không mấy gì tốt đẹp. Tài lộc của người tuổi Thân trong tháng 10 2018, người tuổi Thân vốn thông minh nên giàu kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng quản lý tài chính. Ngoài ra, do giỏi giao tiếp, quan hệ rộng nên thường có những cơ hội tốt về nền kinh tế. Mặc dù tháng này tài lộc kém hơn so với những tháng trước, nhưng nói chung vẫn ổn định. Chỉ cần vứt bỏ lòng tham, không đòi hỏi quá cao thì nhìn chung không phải lo lắng về nền kinh tế. Tháng này tuổi Thân cần tránh đối đầu với người khác, kẻo cả hai đều chịu thiệt. Ngoài ra cần khôn ngoan bảo vệ mình, phòng họa từ miệng mà ra. Về công việc của người tuổi Thân trong tháng 10 2018, tử vi về tháng 10 của người tuổi Thân dự đoán về công việc có chiều hướng đi xuống nhưng nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Người tuổi Thân làm công việc văn phòng thì thường xuyên cảm thấy bị ức chế, trong khi những người hoạt động ngành du lịch hoặc những công việc liên quan đến phúc lợi xã hội lại có thành tích xuất sắc. Người tuổi Thân còn có một khuyết điểm là đang làm việc này lại quay sang làm việc khác, như vậy sẽ bỏ lỡ nhiều lợi ích được hưởng. Cần nghiêm túc khắc phục nhược điểm này. Ngoài ra hướng phát tài này của người tuổi Thân là hướng Đông Bắc. Nếu đi công tác hoặc đi đàm phán về kinh doanh, ký kết hợp đồng nên đi theo hướng này. Sức khỏe của người tuổi Thân trong tháng 10 2018. Về sức khỏe của người tuổi Thân trong tháng này rất tốt. Những căn bệnh nhỏ thường hay mắc phải bỗng dưng mà không có cơ hội quay lại. Nhưng cũng đừng chủ quan nghĩ rằng đó là do may mắn, sức khỏe chỉ có được khi bạn theo đuổi chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học. Nên giữ gìn sức khỏe, trân trọng nó và phát huy những thói quen lành mạnh hiện tại.
về tình cảm của người tuổi Thân trong tháng 10 2018. Trong chuyện tình cảm, con gái tuổi Thân thường coi trọng bề ngoài của đối phương và không thích chủ động trong chuyện tình yêu. Đây cũng là điểm hạn chế của con gái tuổi Thân, bởi nếu cứ chỉ dựa vào ngoại hình, có khi tuổi Thân lại bỏ lỡ những đối tượng thú vị và phù hợp. Trong khi đó, con trai tuổi Thân lại rất coi trọng tình yêu và đôi khi hơi đắm chìm quá trong men say tình yêu. Tính cách này sẽ khiến đối phương cảm thấy sợ hãi. Nói chung, cả nam giới và nữ giới của người tuổi Thân trong tháng này đều phải nếm trải tình cảm, tình yêu đi vào ngõ cụt. Có lẽ đã đến lúc nhìn nhận lại bản thân thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác. Trên đây là những phần luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi nhé, hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của kênh Kiến Thức. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hãy subscribe.